Hello cả nhà nha. Đây hôm nay mình cũng chia sẻ máy đang hoạt động với bà luôn nha. Đó, mình đứng ở sau bà đó. Để cho cả nhà xem nè. Đây, máy bắt đầu hoạt động nha. Đó. Mình đứng ở trên mui mình chia sẻ cho cả nhà xem. Chạy sông lớn nha cả nhà. Đó, sang ở giữa sông mới hoạt động nha. Đây. Giờ pha ra nè. Đó. Chân trơn nó mới hạ xuống sâu mà cũng xèo xèo luôn nha. Đấy, hạ xuống sâu luôn. Ống làm sao nó lên cả nhà, nó góc đỏ làm sao nó phì đó. Được rồi, không được. Sông rất là rộng lớn đó. Nhà thấy không, sông rất là lớn, mình chạy giữa sông luôn. Thank you.
Đây cái đường gỗ rất là lớn, xe bốn bánh chạy bình thường nha cả nhà. Đó. Để mình lên nào chứa cho cả nhà xem. Có. Đi này rất là rộng nha cả nhà. Đó, bữa hôm nãy giờ cát bùn hơi có cát. Rồi các bạn cái đường hơi có cát. Nó sâu nó mới bùn hơi đặc, nó chưa có lồi đất cả nha. Đó. Đi mới bơm nó còn nước hơi nhiều, nó rồi sắp sửa nó lồi đất cả nha. Đây là đất hơi cục nha. Đó nha, đất lên ra. Đó. Đó phình phình đất cả nhà thấy không? Đó. Nước nó hơi nhiều cả nhà, không thấy đất nó đặc nha. Nhìn kế bên này nhìn nó kẹo kẹo nè, đó nhà thấy không? Nó kẹo kẹo luôn. Đó. Đất cục lên quá trời nè, lên đây nổi đầu ống rồi, nó gần sống hết rồi nè. Đây đất cục nha, cái nhà đất thì nó nổi cồn rồi nè. Đây nó hơi đất cục chứ không phải là đất bùn nha. Đó, nó nổi gần sóng hết rồi.
xong cái là lớn mình sàn hết cái con sông này luôn nha. Thì phà mình thì cũng có 4 chiếc nên mình hôm nay mình chia sẻ cái sáng lớn nhất của mình cho cả nhà xem nè.